Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Tại đấu trường Danh Vọng mùa xuân năm 2019, chúng tôi đã có những thành tích không tốt. Team tôi thiếu sự liên kết, chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Điều nối tiếc nhất của mình tại đấu trường Danh Vọng mùa xuân năm 2019 khi mới chỉ đạt hạng 7. Sau khi bổ sung thêm Kiệt Anh và Choibit mang lại cho IVB Gaming một sự chắc chắn ở đường Seja và một sự bao quát mát tốt ở đường trợ thủ. Hai đội tuyển mình cảm thấy hơi e ngại là In The Dark với Evot, vì đó là hai đội tuyển mình cảm thấy xuất sắc nhất tại vòng loại. Tôi muốn nhắn nhủ tới Evot và In The Dark, sau khi chúng tôi giành được chiếc vé thứ nhất thì tôi chúc các bạn sẽ giành được chiếc vé thứ hai vào đấu trường Danh Vọng mùa đông. Hãy theo dõi và ủng hộ IVB Gaming tại đấu trường CB lần này nhé. Khi In The Dark lọt vào một trong 6 đội mạnh nhất của giải Serie B lần này, mình cảm thấy không bất ngờ vì sở hữu thành viên Garic, Riskun và Martin là những thành viên có kỹ năng và tư duy tốt. Tôi không nghĩ đội tuyển của tôi sẽ yếu kém hơn so với các đội đấu trường Danh Vọng mùa xuân, và In The Dark sẽ xứng đáng giành chiếc vé đi tiếp. Giải thưởng đối với tôi không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là chiếc vé đến với đấu trường Danh Vọng mùa đông. Các bạn đừng ngạc nhiên khi chúng tôi bất bại tại giải đấu lần này, hãy cổ vũ In The Dark. Đội tuyển của mình có hai thành viên, đó là mình và Thuần NT, đã từng tham gia giải đấu mùa xuân 2018. Chính vì trong team có hai thành viên đã từng thi đấu chuyên nghiệp cho nên team của mình đã hoàn thành rất tốt, lên ngôi vô địch vòng loại khu vực miền Bắc. Đội tuyển mình đánh giá yếu nhất tại vòng bảng CB lần này đó chính là đội tuyển Money Over Baby, vì đội tuyển này đã bị GTV đánh bại và mình cảm thấy lối chơi của họ khá đơn giản và dễ bị bắt bài. Nếu mà đội tuyển được thăng hạng lên đấu trường Danh Vọng mùa đông 2019 thì VTV muốn đối đầu nhất đấy là Bóc Lên Minh, vì bọn mình không muốn làm cái bóng của Bóc Lên Minh và muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết VTV là một thương hiệu hoàn toàn mới và không dính dáng liên quan gì đến Bóc Lên Minh. Với sự đầu tư trở lại của VTV, mục tiêu lớn nhất của VTV đó chính là góp mặt vào giải đấu Liên Quân Mobile danh giá nhất Việt Nam. Hãy xem sự trở lại mạnh mẽ của VTV, quyết tâm! Sau khi nghe thông tin giải đấu Serie B được diễn ra, chúng tôi có thành lập đội tuyển Evot. Dù chỉ dừng lại vị trí thứ hai vòng loại Serie B, nhưng bọn mình sẽ luôn sát cánh để đạt được mục tiêu đề ra, đó là vô địch giải đấu Serie B lần này. Và tôi đang suy nghĩ đến việc là ra môi trường lớn hơn, đó là đấu trường Danh Vọng mùa đông 2019. Theo tôi nghĩ, sự chênh lệch giữa các đội tuyển ở đấu trường Danh Vọng và giải đấu Serie B nằm ở chỗ là tâm lý, môi trường và sự thích nghi. Evot là một đội tuyển đã từng thi đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi không nghĩ khoảng cách đây quá lớn. Chúng tôi có kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để trở thành một đội tuyển mạnh. Đừng bỏ lỡ các trận đấu của Evot Esports. Các bạn sẽ không phải thất vọng với chúng tôi đâu. Đến với đấu trường Danh Vọng Serie B mùa này, mục tiêu của mình là trải nghiệm cảm giác chuyên nghiệp và thể hiện kỹ năng của bản thân mình. Đối thủ lớn nhất của đội tuyển iMaster đó là đội tuyển IGB. Họ sở hữu những con người có kỹ năng cao và kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Để đạt được những thành công như hiện tại, chúng tôi đặt ra những mục tiêu đánh đúng bài, không sai, không sửa. Hãy cổ vũ cho đội tuyển iMaster, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Đội tuyển mà mình e dè nhất khi phải đối đầu không ai khác chính là IGP Gaming. Những kinh nghiệm của họ sẽ biến họ trở thành một đối thủ vô cùng già dơ và khó nhằn khi phải đối đầu. Nếu có được một suất thăng hạng trong đấu trường Danh Vọng mùa đông 2019, mục tiêu tối thiểu của bọn mình trụ được hạng thành công, và nếu mà xa hơn là đặt chân vào top 4, thì mình sẽ cố gắng để không bị gọi là kẻ lót đường. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tưởng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.